Hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt khi Volkswagen Việt Nam vinh dự được bàn giao một SUV bán chạy hàng đầu trong phân khúc Volkswagen Teramon cho một vị khách hàng vô cùng đặc biệt. Đạt giải bạc siêu mẫu Việt Nam 2018, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 và đại diện cho Việt Nam đi thi Hoa hậu Hoàn vũ 2020 nằm trong top 21 và người mà mình đang nói đến là Hoa hậu Khánh Vân. Đầu tiên khi nói về sự trải nghiệm của Vân cùng với hãng xe Volkswagen đó là cái sự hài lòng. Bởi vì khi mà Vân bước vào trong hãng xe và Vân coi xe, Vân tới showroom á, thì Vân được cái sự tư vấn rất là nhiệt tình của các anh chị và các bạn nhân viên cũng như là ban giám đốc ở đây. Rồi kể cả việc là mình có một cái khoảng thời gian để mà mình được chạy để cảm nhận cái cảm giác lái á, thì phải nói là mình rất là thích. Nên là thành ra thì đối với Vân là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Để nói về điểm mà Vân thích nhất của Teramon Volkswagen thì Vân cảm thấy là điểm nào Vân cũng thích. Tại vì điểm nào Vân cũng thích nên là thành ra là mới quyết định là lựa chọn mình mua chiếc xe này để mà mình đi làm. Và có một cái nữa là Vân thích mà Vân ấn tượng và Vân quyết định là Vân mua liền á, đó chính là cái vị trí rất là rộng rãi ở trong xe. Khi mà mình ngồi mình cảm giác rất là thoải mái. Và kèm với đó là đặc biệt là cái hàng ghế sau là một trong những cái mà Vân cảm thấy rất là ấn tượng. Bởi vì cái hàng ghế sau đó, đa phần đó là khi mà Vân đi coi xe thì thường là sẽ ngồi sẽ không thoải mái đâu. Nhưng mà Vân đó thì nhà Vân thì đa phần là Vân cũng cao, anh hai Vân cũng cao hay là ba mẹ Vân thì cũng cao. Nên là thành ra là khi mà mình ngồi ghế cuối cùng đó nha thì Vân thấy rất là rộng rãi. Rồi chưa kể là mình có một cái cửa sổ trời rất là rộng, rất là đẹp. Và khi mà mình chạy xe ở ngoài đường và cái cảm giác khi mà mình ngồi mình lái xe ở một cái tầm cao á, thì mình cảm giác được là rất là an toàn và rất là thích thú. Đó là đối với Vân là những cái điểm mà 10 điểm tuyệt đối.